Hello mọi người. Tân Tân, mình đã đặt một em máy lọc không khí. Thực sự thì mình đã muốn mua máy lọc không khí rất là lâu rồi, nhưng mà hồi đấy nhà mình cũng hơi chật ý. Nhưng bây giờ sang nhà rộng hơn, thế là mình đã quyết định tặng một em để cho chất lượng sống tốt hơn. Lý do hết sức hợp lý. Cái này thì mình đặt ở bên Trung Quốc về của hãng Xiaomi. Chút nha, để mình bóc này bạn ạ. Wow. Này, như thế này. Chị nào? Bây giờ thì mình sẽ cài đặt cái app của cái máy này. Sau đó thì sẽ được dùng xem như nào. Đấy không? Mình đang tải cái app của Xiaomi về rồi. Mình thấy bảo là tải app về để dùng, nhưng mà đang sợ thật toàn tiếng Trung ấy, không biết dùng làm gì. Tần, mình đã vừa bật lên thử rồi và nó đang ở cái đèn xanh, nghĩa là không khí vẫn đang rất là ổn. Đấy, chai xích yêu. Ước mơ của mình là được có một cái em lọc không khí ở nhà đấy. Tại vì mình có khá là nhiều đồ lặt vặt ý, thế là mình đã mua một chiếc giường để có những cái này này để ngăn kéo này, để đồ vào cho nó tiện. Còn cái đệm này thì mình bỏ cái chân của cái giường cũ ra, cho mình vẫn dùng cái đệm này thôi. Tại vì một đệm bên này đắt lắm ấy, đắt bằng cái giường này luôn. Thế là mình quyết định mình không mua mà chỉ mua cái giường này thôi. Mình cũng hơi OCD nên là tự nhiên nó bị lòi này. Mình đang rất là khó chịu. Tại vì nếu mà để tránh cái cột này ra thì nó lại rơi quá nhiều vào cái chỗ ổ điện này. Mình thiết kế xem là mình để cái gì vào đây được. Đấy, nói chung là thanks. Hello mọi người. Mình đã vừa mua cái sofa cover này ở trên Taobao và tada, nó đã về. Kiểu mình không thể chờ nữa, thế là mình đã kiểu lôi ra và cho vào cái sofa của mình luôn ý. Chất tích cực luôn. Mình sợ là thì nó sẽ bị nhăn ấy. Thế là mình sợ, hay là mình để thế này chắc là ngồi lâu thì nó sẽ phẳng phiu ra hơn. Nhưng mà kiểu rẻ lắm ấy, rẻ hơn mình mua bên Hàn nhiều. Thế là mình thấy xinh quá. Rất là hợp với cả cái ghế sofa của mình. Hello mọi người. Và ngày hôm qua hôm kia thì mình đã nhận được cái biểu kiện cuối cùng cho cái việc sắm sửa đồ đạc nhà mới này rồi. Thì đó chính là đồ của Taobao. Đây là lần đầu tiên mà mình không mua quần áo mà mình đặt những cái đồ dùng ở trên Taobao ấy. Đấy, nên là mình hãy cho mọi người xem là mình đã mua được cái gì nhá. Thật ra thì mình cũng không mua nhiều lắm. Và tại vì cái app Shipgate thì nó cũng bị giới hạn là dưới 5kg và dưới 20 món ấy, nên mình không mua được nhiều. Đây, mình cho mọi người xem nhá. Đầu tiên đó chính là đây là hũ đựng gia vị. Cái này thì sẽ là cho đựng đường này, và cái này sẽ là đựng muối. Thì trong này thì nó sẽ có cả một cái set là gồm cái thìa này và cái nắp và một cái hũ như thế này, đều là kiểu bằng sứ ấy. Thì cái set này này thì không phải là đi cùng với nhau mà mình phải mua riêng lẻ từng cái hũ một. Nhưng mình đang lăn tăn là hiện tại thì mình chỉ ăn muối thôi chứ mình không ăn đường. Tại vì mình đã thay đường bằng cái olicotang ấy. Tại vì dùng cái đấy thì người ta nói là tốt cho sức khỏe hơn là ăn đường, nên mình đã thay rồi. Nên là mình đã không biết là mình nên dùng cái này để làm gì, nhưng mình sẽ suy nghĩ. Tại vì mình đã mua mất rồi. Tiếp theo thì mình mua một chiếc đĩa như này. Xinh không? Cái đĩa này thì mình định kiểu ăn bánh các thứ ấy, cho nên nó xinh ấy. Mình thích ăn bánh. Và thêm một chiếc thìa hình kiểu vỏ sò ấy. Đấy, xinh lắm. Mình thấy kiểu ở bên các quán cà phê ở Hàn ấy
là hay dùng cái đĩa này xong rồi dùng cái thìa này. Nghe bánh trông xinh cực à, mình cũng hơi ngựa nhưng mà xinh, nó cũng không đắt lắm nên là mình đã mua. Tiếp đến thì là một chiếc lót cốc. Mình chưa có một cái chiếc lót cốc nào cả, thế là mình đã mua một cái để dùng thử xem chất lượng thế nào. Nếu mà ok mình sẽ đặt nhiều mẫu khác sau. Thì có lót cốc rồi thì mình phải mua thêm chiếc cốc nữa. Đây như thế này. Cái cốc này thì mình thấy ở bên Hàn các bạn dùng khá là nhiều, nhưng mà tại bên Hàn mình thấy bán đắt quá, thế là mình đã mua trên Taobao cho rẻ. Cái này mà uống kiểu soda các thứ ấy thì sẽ rất là thích, rất là đẹp. Nhìn này, xinh không? Và cuối cùng đó chính là một cái bát để đựng ăn ngũ cốc hoặc là sữa chua ấy. Cái bát trong trong mà mình hay dùng ấy thì mình đã làm vỡ khi mà mình chuyển nhà mất rồi. Chính vì thế nên là mình đã mua một chiếc bát mới, nó không cầu trong quá mà nó hơi đục đục một tí, để khi mà mình cho cái đồ vào bên trong ấy thì trông nó vẫn đẹp. Xinh nhỉ. Thật ra mình thấy là đồ Taobao mà như với cái giá mình đã mua thì mình thấy là không đắt lắm, mình thấy rẻ hơn ở Hàn rất là nhiều nên là mình cũng không tiếc lắm. Tại mình cũng được free cái tiền cân vận chuyển về đây nên là và ngoài ra thì đấy, như mình nói là mình cũng mua thêm cái sofa cover như thế kia, mọi người hãy nhìn thấy. Và một cái nữa cho mọi người xem. Mình đã mua cái này. Không biết cái này ở tiếng Việt là gọi là gì, nhưng mà mình thấy cái này rất nhiều rồi, rất nhiều ở trên mạng rồi, nhưng mà ở bên Hàn nó bán đắt quá, hay là mình không có tiền để mua. Nên mình khi mình đặt đồ Taobao thì mình đã đặt em này vì nó rất là rẻ, hình như là 200-300 nghìn thôi phải. Đấy, trông xinh lắm mà trông kiểu đan đẹp cực kỳ luôn ý. Và chất sờ cũng sườn, nó rất là chắc chắn, xong cũng không bị sờn ý. Đẹp không? Bình thường là người ta sẽ hay gắn một cái bó hoa hoặc là cành hoa to các thứ vào trong chỗ này. Thì chắc là tí nữa mình sẽ đi ra ngoài đi mua hoa về đây cắm. À, xinh nhở? Đấy, thế mình sẽ treo lên chỗ kia. Món đầu cùng của mình đó chính là cái máy gấp ẩm Kaski. Thì cái này ngày trước mình có một cái bé bé này này thì mình đã làm hỏng đấy rồi, thì mình dùng cũng hơn 2 năm rồi đấy. Không kiểu chuyển nhà nhớ thứ nó đã bị hỏng rồi, thế mình đã mua lại một cái máy mới. Thì cái máy này ấy, mọi người không nên để cùng với cái máy lọc không khí là cái này này. Là cái này. Ui. Tắt đi đã. Ui ui. Tại vì là cái máy lọc không khí, nếu mà để gần hai cái này với nhau ấy thì cái máy lọc không khí nó sẽ bị nhầm là cái phun hơi của cái phun sương của cái này này là cái bụi mịn, nên nó sẽ hút và sau nó sẽ báo là kiểu nhà có bụi. Mọi người nên tránh để hai cái này gần nhau. Đấy, thì chắc là cái này thì mình sẽ để ở gần cái giường ngủ của mình. Đây, mình đang không biết để ở đâu nên là mình đã để tạm ở cái chỗ góc ngủ này. Tối về mình sẽ thử thiết kế xem nào. Chứ để này trông nó cũng hơi vô lý một tí. Đây là một cái dream catcher mình được chị Thảo tặng. Mình thấy cái cửa này nó hơi trống ấy, nên là mình không biết là mình nên mua cái gì để dán vào. Chắc là mình sẽ đi mua mấy cái kiểu cái thiệp dán vào đây. Nó không biết nào. Đấy, thì chỗ này mình thấy con hơi trống. Hình như mình vẫn chưa khoe mọi người cái gương này của mình đúng không? Mình đã mua một chiếc gương 600mm hay là như thế này. Và mua thêm một chiếc và mua thêm một chiếc thảm trắng nữa để đặt ở đây. Cái này thì là thảm tập của mình. Chắc mình phải để chỗ khác, để chỗ này không hợp lý cho lắm. Đấy, nhưng mà chỗ này may cái tường của nhà mình ấy, nó không có cái gì ở đằng sau cả ấy, thế nên mình thấy để cái gương nó rất là hợp lý luôn, mọi người công nhận không? Đấy, thì lúc chụp ảnh lên ấy không thấy có một cái gì đằng sau hết. Vì không có gì đằng sau nên là nhìn trông nó gọn gàng hơn ấy. Mọi người công nhận không? Như thế này này. Hello mọi người. Mình đang nằm, xong rồi mình mới nhớ ra là mình chưa quay cho mọi người xem. Đó chính là
mình đã mua một chiếc rèm khác. Trước mấy hôm thì mình đã dùng cái rèm kiểu ren ren trong suốt mình mua ở Daiso ấy, nhưng mà cái cửa sổ nhà mình ấy thì nó lại nhìn khá là dễ đi đường, hay là ở mình cảm giác như là cái nhà hàng xóm có thể nhìn thấy được nhà mình ấy, nên là nếu mà mình dùng cái rèm đó thì có lẽ người ta sẽ nhìn thấy hết mắt. Nên là mình đã mua một chiếc rèm mà nó kín như thế này, màu be. Sợ là lên ảnh nó không đẹp cho lắm, nhưng mà ok, trông nhìn cũng khá là cao cấp. Và cho mọi người nhìn xem tổng thể nhá. Này, nó như thế này, kéo vào là không nhìn thấy gì nữa luôn. Hello mọi người. Sorry vì cái mặt này của mình. Đây chính là khuôn mặt của mình sau khi đi làm về. Hôm nay mình đi làm mình không trang điểm tại vì mình bị muộn làm. Nhưng mà mình muốn quay nốt những cái footage cuối cùng cho cái video mua sắm đồ đạc này. Thì đây mới chính là những cái điều kiện cuối cùng của mình trước khi mình sẽ edit video này. Đấy, nên là cho mọi người xem nhé. Nó chỉ là những cái khá là nhỏ nhặt thôi. Thật ra thì những cái này nó cũng không quá là to tát, nhưng mà nó cũng là những cái đồ dùng mà mình thấy khá cần thiết với những bạn nào ở riêng, nên là mình muốn chia sẻ với mọi người. Đầu tiên đó chính là cái túi đựng rác. Bình thường thì các bạn ở hàng thì các bạn sẽ mua cái túi rác thường và cái túi rác đựng thức ăn này ở ngoài kiểu siêu thị hay là cửa hàng tiện lợi. Nhưng mà ngoài ra mọi người cũng biết rằng là ở Hàn cũng sẽ phải phân loại rác nữa. Thì ngày xưa mà hồi mình ở cái nhà office thế ấy, thì người ta sẽ là người đi phân loại cuối cùng cho mình. Mà ra đây thì mình lại ở nhà riêng. Chính vì thế nên là tất cả mọi thứ mình phải tự làm. Và nếu có vấn đề xảy ra thì mình sẽ là người đi nộp phạt. Thế cuối cùng thì mình đã mua cái túi để đựng rác tái chế. Đấy, thì cái túi này mình không nhầm là 40 hay 80 lít gì đấy. Tại vì mình thì có rất là nhiều những cái chai nước này, tại vì mình uống nước nhiều này, cũng như là những cái thùng bìa giấy các thứ, tại vì mình đóng hàng nhiều nữa. Chính vì thế nên là mình đã mua cái này cùng với cái túi phân loại rác như thế này ở Daiso. Nếu mà như ngày xưa ấy, hồi mà mình ở cái nhà cũ ấy, mình chỉ cần xuống cái bãi tập kết, xong rồi mình thả những cái này vào trong cái đống rác của tòa nhà thì nó dễ hơn, nhưng mà bây giờ thì mình phải tự đi đổ rồi. Thế là mình sẽ phải cho những cái túi rác trong này vào từng cái ô rác này để buộc vào rồi đem vứt đi ấy. Đấy, thì mình nghĩ là nếu các bạn ở hàng thì mọi người nên mua những cái chia phân loại rác thế này, không thì sẽ mất tiền bị phạt đấy. Tiếp theo thì đó là một cái giỏ để đựng quần áo bẩn như thế này. Xinh không? Xinh ạ mà. Nhìn này, nó sẽ xách như thế này. Tại vì cái nhà tắm của mình ý, với cả cái máy giặt thì nó ở khá là xa nhau, nên là nếu mà không có cái này thì lúc mà vứt đồ của nó bẩn rồi thì toàn vứt ra sàn thôi. Để gom một thể nó rất là bẩn. Thế là mình đã quyết định mua một em này. Xinh quá. Đây chính là cái màu mình rất thích. Mình đã chọn rất nhiều ở trên Coupang mà tính mình lại còn kiểu muốn nhanh ấy, thế là chọn cái mà kiểu ship nhanh nhưng mà vẫn phải đẹp. Thế là mình đã chọn em này. Ê, xinh nhỉ. Mặc dù không to cho lắm, không biết là vải gì, nhưng mà cái màu sắc và cái hình dáng của mình quá ưng luôn. Quá ưng. Xinh quá. Đây, muốn quay cho mọi người. Và chắc đây là món đồ cuối cùng, món đồ nhỏ nhất. Cái này chính là cái bé nhưng mà có võ. Có ngay nhú. Đây, cái này là mình để đựng cái giá đựng cốc của mình ấy. Mình là một đứa thích siêu tầm cốc và bình, nên là cái ngăn mà mình để đựng cốc với đựng bình thì nó đã hết chỗ rồi. Chính vì thế nên mình đã thiết kế một cái này
mình có thể treo được những cái cốc của mình ở ngoài để cho nó rộng chỗ hơn. Đấy, xinh không? Mình thấy khá tiện, để mình treo thử cho mọi người xem nhé. Hay thì mình có thể cài nó vào trong như thế này, sau đó thì đóng cánh cửa tủ lại. Chứ rồi mình cũng hơi OCD một tí, cảm giác nó hơi ngập ghềnh, nó không đóng được hết hẳn nó ấy. Đấy, nhưng mà mình sẽ ví dụ đây, treo như thế này. Đấy, tạm tạo như thế cho mọi người hình dung ra. Còn để trang trí cho nó ngăn nắp hơn thì chắc là để đến room tour thì mình sẽ cho mọi người xem nhá. Bắt đầu mình lại đi mua thêm một set cốc mới để đây cho đẹp. Chắc là bây giờ mình nên làm cái outro cho cái video này rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Mình mong những cái đồ mình mua thì sẽ có giúp ích cho các bạn, để các bạn có thể làm một cái kênh tham khảo cho việc trang trí nhà mới này, hay là mua đồ đạc này, cũng như là biết thêm giá cả những cái trang thiết bị, đồ dùng dụng cụ các thứ ở Hàn Quốc. Mình sẽ cố gắng để những cái link mình mua ở Hàn hoặc là những cái link mùa Việt Nam mà giống những cái đồ của mình ở dưới cái trang lưu tả đấy. Và bây giờ thì mình sẽ phải kết thúc video tại đây. Hẹn mọi người trong video room tour, và cảm ơn mọi người đã mong chờ mình rất là nhiều. Mọi người hãy like video này của mình thật nhiều để mình có động lực ra room tour nhanh nhá. Với đợt này là mình sẽ ra room tour thật nhanh, tại vì mình đã hầu như đã xong hết rồi. Và hẹn mọi người trong video room tour. Và bye bye.